Con rồi nữa. Con nữa này. Đấy bỏ rồi này. Đi ra chỗ khác để anh bà. Bà nó không. Ai hoàng đi. Ai mua hàng. Mấy bọn chuyện chơi à? Đi ra chỗ khác để anh mày còn bán hàng. Ai mua hàng. Anh em đi về bà đây. Đây đây. Đây. Ừ. Ừ, anh đến mua hàng đấy. Úi ơi, anh đại đẹp trai to tiếng thế. Thế anh đại mua gì ạ? À, như này là anh thích rồi đấy. Thế là chú để lên cái bên mềm hộp sữa. À, vâng 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 ạ. Ô, chưa quán tạp hóa kìa. Chắc có đồ ăn cho em trai mình đây. Ừ, đấy, em đủ cá, bánh mì và sữa của em. Toàn hàng chất lượng cao ngon lắm anh đại. Anh đại đây ạ. Ơ thế quá anh bao nhiêu tiền nhỉ? Quá anh 12.000 anh ạ. Ơ đây anh trả đi. Đây em xin. Cho anh để nhỏ đấy nhá. Vâng 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 anh cứ để đi ạ. Thằng nhà nghèo này. Mua rồi nói luôn. Hả? Anh anh cho em hỏi cái này ạ. Đã bảo nó nói đi cho gì ấy. Lằng nhằng thế nhỉ. Anh ơi, nhà mình có bán bánh mì mình cả sữa không anh? Thế mày mù à? Đây này. Thế mua bao cái? Anh để cho em một cái bánh mì, một sữa. Bánh mì và sữa đây, 12.000. Này, mà tờ tiền đâu? Đưa đây đã. Em định 1.000.000 anh ạ. Sau mấy hôm nữa, có tiền em sẽ giả cho anh. Cái gì? Em bị điên à? Của đâu mà đại gà sừng? Em trai em bị ốm. Anh cho em cất một lần này đi ạ. Không được, biếu đi. Anh ơi, cần to đưa em ạ. Anh ơi, mày chạy em nào. Cho mày về đơn. Anh ơi, anh tha cho em đi ạ. Em đang bị ốm ở nhà. Nó cần ở nhà đi anh ơi. Anh tha cho em đi ạ. Tao không cần biết, đi về đơn. Anh tha cho em đi ạ. Hoàn cảnh khó khăn thật. Thôi, anh bán hàng ơi. Anh đừng làm thế nữa. Thôi anh bán hàng rồi, thôi anh bán hàng rồi. Sao? Thằng này nó lấy trộm đồ ăn của anh đây. Này em, em mang về. Thôi anh kia em đi, chứ kia em bây giờ đang còn lắm đấy. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Hay là em cho anh đi cùng về nhà em để thăm em được không? Vâng ạ. Diện tích thực tế 1.3 m². Em ơi, anh mang đồ ăn tới cho em rồi này. Em tỉnh lại đi. Em ơi, em. Anh mang đồ em ăn về cho em ở đây này. Em mệt quá. Ai đấy anh? Em ơi, đây là ân nhân của anh em mình đấy. Anh đấy đã không đánh mắng anh, lại còn cho anh đồ ăn mang về cho em đây này. Em ơi em, em mệt lắm phải không? Em ăn đi cho nó tỉnh lại người đi. Ở đây, để anh bốc sữa cho em nhá. Em. Anh ơi, anh uống đi. Ủa anh không uống rồi, em uống đi. Anh ơi, anh là thật là người tốt. Em sẽ không quên nghĩa này. Em ở lại thăm em cho tỉnh nhất người nhá. Nhân dịp nào anh cũng sang thăm em nhá. Vâng. Thôi anh đi về đây. Em chờ anh. Em chờ anh về nhá. Em uống tiếp đi.